Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em lại nên giới thiệu các bác một số cái món đồ. Nói chung là chẳng có gì đâu các bác ạ. Có mấy cái ổ điện với cả đồng hồ đo ampe thôi. Thì tình hình dịch bệnh giờ càng ngày càng khó khăn các bác ạ. Càng ngày lây lan càng nhiều các bác ạ. Bây giờ đang chuẩn bị lây ra ngoài miền Bắc rồi. Nói chung là cũng rất là nguy hiểm. Thì hàng em gửi đi cũng rất là khó khăn các bác nhé. Thì gửi được số một số vài đơn thôi, không gửi được nhiều. Đấy, thì em có mang ra hôm qua em gửi được mấy cái dao cạo râu với cả cái máy massage mắt rồi, rất là vui. Đấy thì mang ra gửi người ta cho mình gửi ra ngoài. Mọi hôm này là người ta không cho gửi đâu các bác ạ. Đấy, em bắt buộc nó phải phải giữ lại đó. Em có thông báo với các bác đó. Đấy thì hôm nay thì người ta cho mình mang ra ngoài rồi. Đấy, mang ít thôi, không mang được nhiều đâu các bác. Coi như là có là tốt lắm rồi. Đấy, phục vụ cho bác ở nhà chống dịch. Nói chung là lúc rảnh rỗi thì mình có thể làm thêm mấy cái này mang ra để sử dụng. Tất cả những cái ổ cắm này nó đều có lăm châm hít các bác nhá, mặt nó hít rất là chắc bác nhá, đảm bảo các bác là hít rất chắc nhá. Nếu bác để trên mặt phẳng chẳng hạn như thế này ấy, rất là chắc. Thế là bác để trên cái mặt nghiêng như thế này cũng rất là chắc chắn nhá. Bác cắm ở đây, nếu mà bác muốn nó cắm theo chiều ngang này thì thứ nhất nó sẽ không chắc bằng cái cắm bằng chiều chiều thẳng như thế này nhé, chiều thẳng như thế này. Nếu mà để trên mặt như thế này ấy, để em kiếm một cái thanh sắt em cho các bác coi. Rồi các bác nhé, đây em giả lập đây chẳng hạn như là một cái miếng sắt này, đấy, bề mặt phẳng này, đấy, bác bỏ nó lên đây, đấy. Đó, bác nhìn thấy không? Đấy, không rất là chắc chắn nhá, bác rút này ra rất là khó nhá, đấy. Tay bác rút ra rất khó nhá, đấy, như bác bẻ này phát nó ra ngay. Đấy thì cái đâm châm của nó, mặt phẳng của nó bác biết rồi, nó như thế này đấy, bác thấy không? Cái sắt này rất là lặng, kể cả dưới nó có cái nặng nhưng mà nó vẫn rít thoải mái nhá, nhưng mà khi bác bẻ này là mất dễ dễ này. Đấy, đâm châm mà. Đấy, khi bề mặt nó không tiếp xúc trực diện rắn như cái bề mặt đấy, mình bẻ nghiêng một phát là nó sẽ mất từ trường ngay. Đấy, nó sẽ ngả ra. Đấy, vậy khi mà mình cắm như thế này, đấy, cắm như thế này ấy, đấy thì là tỷ lệ nó rơi xuống ấy, nhưng mà theo em nghĩ thì rất khó bác nhé, tại vì là cái sợi dây điện như thế này nó chả lặng được bao nhiêu cả, nên là không thể nào rớt ra được. Đấy, ý là cái tình trạng như vậy thì nó dễ dễ hơn trên mặt, để mặt nằm như này thôi, nhưng mà theo em sử dụng đây đấy, có đây đấy, nếu mà để nguyên hiện trạng như thế này nhá thì gần như là nó sẽ không bao giờ rớt. Nếu mà để hiện trạng như thế này, trừ khi mình tác dụng vào mạnh quá mình bẻ nghiêng như thế này thôi, hoặc là mình giật máy. Đấy, nó nghiêng này thì nó tụt ra thôi, còn để mà để như thế này cắm thẳng như thế này em đảm bảo các bác không bao giờ rớt được xuống nhá. Đấy, lâm châm nó rất là chắc, chắc chắn lắm. Và cái ổ này nó có một cái hay nữa là nó có khóa các bác nhá, nó có khóa. Đấy, nó có khóa này, chẳng hạn như bác cắm vào như thế này nhá. Đấy. Đây, bác xoay. Đấy, bác rút ra như thế này bác không bao giờ rút ra được đâu. Đố bác rút ra được luôn đó, nó quay nó khóa rất là chắc. Thì bác muốn dùng điện 220V thì bác về bác mua một cái đầu chân dẹp, người ta bán ở ngoài thị trường rất là nhiều nhưng trong tiệm điện đấy có 5.000 8.000 chiếc thôi, các bác đã chia sẻ mua rồi rất là nhiều. Thì cái này nó có cả ba chân cơ, nghĩa là một chân mát của nó nữa. Nếu mà ổ cắm mà có ba chân đấy, cắm vào thì tuyệt vời lắm, nó gọi như là nó tuyệt đối luôn, chắc tuyệt đối luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện. Nấm châm của nó rất là xịn bác nhá, nấm châm của nó dính lắm, em cho test các bác coi nấm châm của nó này. Đấy, mặt nó này. Đấy, bố các bác lấy tay này không cậy ra được đâu, không cậy đó, bác chỉ còn cách đẩy di chuyển nó ra thôi nhá. Đấy thì mới bẻ ra được thôi, chứ còn nếu mà để trên mặt phẳng này thì cái tay của bác em đảm bảo các bác không thể nào mà nhấc được nó lên để lấy được nó nhá. Chỉ khi đẩy ra cái mặt có phần khuyết như thế này bác cũng lấy tay bẻ lên thôi. Đấy, bẻ lên thì nó ra lên, nhưng mà còn để giật lên như cái kiểu như thế này thì giật không thể giật được các bác nhá, giật không giật được đâu. Đấy, nam châm rất chắc, không phải giống như nam châm tầm thường đâu các bác ạ. Em nói bác, cái ổ này của nó mới, những cái ổ này của nó mới nó bán đắt lắm. Bên Nhật ấy, tại vì tính theo tiền yên của họ mà toàn hay 1.000 mấy một 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 ổ ấy, dây 5 mét đấy, 1.000 mấy thì tính ra khoảng 300 mấy chục ngàn đó, một ổ điện nó như thế này. Thì cái ổ điện này thì nó có cái ốc khó mở đấy, nghĩa là nó có cái ốc như thế này, em sẽ cho bác coi nhé. Ốc này nó hơi khó mở, bởi vậy thì em mới bán rẻ cho bác để cái công của bác.
coi như cái công của mình bỏ ra mình mở cái ổ điện này ấy, thì nó rẻ đi. Đấy. Đấy, bác chỉ cần mua cái này này. Đấy. Cái này là cái mũi khoan gạch men này hoặc mũi khoan kính này, nó là 6 ly. Đấy, bác mua bác về gắn vào cái máy khoan pin hay máy khoan tay thì được. Bác mở ra nhớ như mình mở ốc vậy. Mũi khoan này nó bán ngoài 6 8 ngàn một cái ngoài chỗ tiệm điện mà nhá. Em thì giờ em hết rồi, em có cái này để em test mở cho các bác thôi. Bây giờ chỗ em phong tỏa em không ra ngoài mua được, còn chỗ bác ra ngoài mua được thì ra tiệm điện Kim Khí nó bán đầy đủ hết nhá. Cái này không bao giờ thiếu. Đấy. Đây, cho các bác coi cái nội thất ổ điện. Cái này ổ điện sản xuất tại Nhật Bản nhá. OATA này sản xuất tại Nhật. Cái này là nó sản xuất lâu rồi. Đấy, chứ không phải là hàng mới bây giờ. Hàng mới bây giờ thì nó sản xuất ở nhà máy China là nhiều. Nói chung là Nhật với cả China thì cũng không có quan trọng đâu các bác ạ. Miễn là nó là dùng cho thị trường Nhật thôi. Có điều là mấy bác cứ thích nó phải là của Nhật, zin chính hãng. Đây các bác nhá. Đấy. Nội thất bên trong của cái này là tháo rời ra được này. Gọi mặt riêng đấy. Đấy. 1500W, nếu mà bác dùng cho điện 220V thì nó có thể sử dụng được cho 2000 đến 2500W nhá. Đấy, còn nếu mà dùng điện 100V thì nó chỉ xài ở cái mức điện áp công suất tối đa là 1500W trở xuống thôi. 15A. Đây này, con này nó có công tắc đèn nhá. Đấy, ý là nó có cái đèn báo. Bác thích sùng bác rút bỏ ra. Đấy. Nên bác nếu mà nó sản xuất một cái này nó cũng rất là phức tạp rồi. Đấy, thêm một cái này nói chung là nhìn thì đơn giản nhưng mà nó thêm cái công cầu kỳ của nó nhá. Đấy, thêm cái công đoạn của người ta. Đấy, bác không thích đèn nó sẽ rút bộ đèn. Đấy, thì cái này em nghĩ là nó vẫn có thể sáng được cho điện 220 nhá. Thì cái này nó làm rất đơn giản thôi, nó không có dây dọ gì cả. Đấy, không hàn xì gì cả. Nó chỉ làm hai chấu đồng nên nó bác cái công người ta chế tạo người ta làm ra chứ không phải là nhìn là đơn giản, là mình tính nghĩ là đơn giản, không đơn giản đâu. Nếu mà các bác bỏ công bác chế vào thì nó cũng rất là khó khăn các bác nhá. Đấy. Thì mình phải suy nghĩ, mình phải thiết kế mạch mủ các thứ. Còn đây nó có sẵn rồi, nó làm rất tiện, mình thích thì dùng, không thích thì gỡ ra. Đấy. Đấy, thì còn nó dây của nó là chỉ nó xài dây 1.8 nữa nhá. Đấy, thì bác gắn vào đây thì bác phải gắn cho em là tối thiểu là phải dây là 1.5 các bác nhá. Nghĩa là dây 1.5 ở Việt Nam mình thì không có 1.8, mình chỉ có 1.5 hoặc là 2 chấm thôi. Đấy, nó làm dây 1.8 để nó dư ra khi mới xài 15A thì là dây nó tải mới được bác nhá. Đấy. Đấy, bác nhìn thấy dây đồng của nó chưa? Đấy, đồng phe của nó rất là dày dặn nha. Đấy, nói chung hàng của Nhật nó dùng thì nó phải khác rồi các bác ạ. Đấy, thì cái ổ như thế này thì nó sẽ có 4 ổ các bác nhá. Đấy, 4 ổ, giá của nó là 125 ngàn, là miễn phí ship luôn các bác nhá. 100 ngàn 4 ổ với 25 ngàn tiền ship. Đấy, như thế này. Đó. Đấy, ốc nó khó mở như thế thì em có nói các bác rồi, mua thêm cái đó thì nó mất có 6 8 ngàn cái thôi. Em ở đây em hết sạch rồi nha, các bác lưu ý em không có nhá. Đấy, ngoài tiệm điện thì đảm bảo bác là tất cả tiệm nào cũng có hết nhá. Đấy, đầu nó mũ này bác có thể về kiếm một ốc khác thay vào, là mỗi cái ổ này nó có 3 con ốc thôi thì bác có thể kiếm 3 con ốc ngắn ngắn như thế này thay vào cũng rất dễ thôi. Ốc điện tử nó thay vào dễ lắm, tại vì ốc điện tử nó hay có ốc nhỏ. Đấy, ốc này thì nghĩ ngoài thị trường cũng đầy bác ạ, không thiếu đâu. Đấy, dây làm châm nó rất là chắc chắn nhá. Đấy, làm châm nó đẹp này, nó hít chắc lắm, bác có thể lấy làm châm này về dùng mục đích khác. Đấy. Rồi, tiếp theo thì đến một loại ổ nữa, là ổ này là của Panasonic. Đấy, ổ này là ổ cũng là ổ khó mở các bác nhá. Khó mở là nó là vít ba cạnh. Đấy, em thì em có vít ba cạnh thì em mở dễ. Nói chung là cái này thì các bác có thể lấy một cái con vít đầu vít một cạnh. Đầu vít một cạnh hôm qua em có giới thiệu các bác coi đó. Cái đầu vít mà nó đầu vít gọi là vít vít me đấy. Đó, bác mua có mấy ngàn cái thôi, bác về bác mài đi, mài cho nó vừa cái lỗ này. Đấy, vừa cái lỗ ba cạnh này bỏ vào vặn được. Mấy bác kia đã mua về bác bảo đơn giản mà, có gì đâu. Đây này, ốc của nó là ốc ba cạnh như thế này, mình mua cái vít me nó mỏng nhỏ nhỏ ấy, mình mài cho nó vừa một cái khe này mình bỏ vào mình vặn được. Thế thôi, đấy, nó dễ mở. Đấy, nó đều có 5 châm hết các bác nhá, 5 châm hết như thế này. 5 châm nó rất là chắc. Đấy, các thấy chưa? Đấy. Con nào vậy rất là chắc nhưng mình chỉ còn cách bẻ cái này mới ra được thôi. Con này của Panasonic sản xuất tại Nhật Bản luôn nhá. Đấy. Cũng 15A. Đấy. Thì cái này cũng là cổ sản xuất tại Nhật hết nhá. Cái ổ vừa rồi em mở ra đấy. Đấy. Sản xuất tại Nhật hết. Nói chung là mấy ổ này thì ổ cổ ngày xưa. Những cái ổ này sản xuất vào năm 2010 mấy.
Này, tháo ra cho bác coi nội thất của nó thì rảnh thì có thời gian em tháo ra cho bác coi thôi, chứ còn chẳng ai bán mà tháo ra bác coi hết đấy. Thì bữa nay có thời gian những cái ổ này dùng cho công ty hết nhá, nhà máy xí nghiệp thì nó mới dùng lại ổ này, còn ổ dân dụng thì nó dùng những cái ổ như em vừa rồi quay cho bác coi ấy. Cái ổ nó mỏng mỏng như vậy thôi. Đây này, đấy, Balasonic này, Balasonic làm đỉnh. Đấy, cái này tháo rời được ra các bác nhá, bộ phận này tháo rời được ra hết này. Nó thì tất cả trên cái đầu ốc này nó bấm cốt hết này, đấy, nó bấm cốt hết nhá. Đấy, bác muốn giữ lại cái đầu cốt của nó thì bác có thể lối dây từ đây, nghĩa là bác sẽ bấm cốt ở đây, đấy, bỏ sang hai bên này này, đấy, bỏ sang hai cái lỗ này là vừa để hai cái cốt nhá, thoải mái luôn. Dây của nó dây xịn nhá, còn không thì bác có thể đấu thẳng từ đây vào đây, có cốt đấy, có đầu cốt thì các bác bấm vào. Đấy. Đây cho em tháo ra cái này ra các bác coi. Nó làm thì cẩn thận lắm, bởi vậy nên là không hiện tượng cháy chập, cái ổ cắm của nó rất là khó. Tại vì nó thiết kế nó dùng bằng cốt kiếc hết, không phải là quấn dây vào như mình vặn vặn vào sơ sơ là xong. Đấy, bác nhìn thấy cốt của nó bằng đồng luôn này. Đấy, bác muốn giữ lại thì bác cứ để đấy. Em nhìn cái đồng của nó thì thấy đã. Đồ của nó thì không chê được một cái điểm gì các bác nhá. Này, đấy. Mình thì ổ cắm nó là đơn giản thôi, 25-30 ngàn. Ổ cắm là bình thường thôi. Đấy, không có gì hết. Con này cũng có đèn báo này. Đấy. Nó làm cái nhựa nó chắc chắn không? Đấy. Nhựa nhiều như sứ vậy. Đấy. Mặt riêng hết nhá, mặt này tháo rời ra hết này. Để em tháo thử ra cho bác một cái bác coi nhá. Đây này. Lấy cái tô vít. Tô vít me ấy, em lấy cái kéo. Đây nó chỉ có hai bên này này. Đấy, đấy. Đấy, thấy chưa? Là cái mặt này đã biết bao nhiêu công sức của nó rồi. Đấy, giống như mấy cái ổ cắm xịn ấy. Đấy, nó phải có cái bộ như thế này. Đấy, dùng tải cao. Bác dùng điện 220V thì có thể lên được đến 20A các bác nhé. Đấy. Đấy, Panasonic nhá. Cái bộ này thì 185.000. Bao ship các bác nhá. Giá rất tốt trong mùa dịch rồi các bác nhá. Rẻ hơn nữa thì cũng hơi khó các bác. Đấy. Nhưng mà ổ rất là mới đẹp nhá. Nói chung là ổ đẹp hết. Đấy, nó làm thiết kế như vậy bác cứ xài yên tâm. Không phải suy nghĩ đâu. Mua lần thì em nó bác dùng cả đời luôn các bác nhá. Không phải nó phét đâu các bác. Nhìn cái ổ như vậy thì đến bao giờ mới cháy được cái ổ của nó. Đấy. Ở đây em nói bác, người ta quảng cáo những cái ổ mà cắm lên 6.000W, ổ đỏ đây. Em nói bác 6.000W mà tháo ra bên trong nhìn rất sơ sài, chứ không phải chuyện mà 6.000W mà nó làm được như thế này đâu. Rất là chất lượng các bác nhá. Đấy. Đầy đủ yếu tố luôn, là mát có, dây chống mát có này, tiếp mát có hết này. Dây nó là 1.8 hết nhá. Mình cũng có nên xài dây tối thiểu là 1.5 cho em nhá. Dưới 1.5 là cắm cháy lỗ em không chịu các bác nhá. Đấy, tại vì là dưới 1.5 mà bác cắm, nếu mà bác dùng điện 220 thì nó lại không sao. Nhưng bác dùng điện 100V đấy mà bác tải hết 1.500 đảm bảo các bác cháy cái sợi dây đó ngay. Không chịu nổi đâu. Tại vì điện 100V thì cái ampe nó sẽ lớn hơn. Đấy nhá. Đấy, nên bởi vậy Nhật xài dây to. Bởi vậy em nói những cái ổ cắm này nếu khi chuyển sang 220 mục đích của nó thì rất là tốt các bác nhá, tăng lên khoảng 30% công suất nữa. Đấy. Rất là tốt. Đấy, đâm châm này có đều tháo ra được hết các bác nhá. Đây này. Tháo ra được hết, nó làm rất là ok. Đấy. Rồi tiếp theo ấy là một cái đồng hồ vôn ampe, đồng hồ đo vôn ampe nhá. Đấy. Cái này là hàng của Nhật Bản sản xuất các bác nhá, nó không ghi đâu nhưng mà nó là hàng nội địa, nó không có ghi. Đây này, model thông số của nó đầy đủ, serial sản xuất của nó có hết nhá. Đấy. Cái này của nó là AC 100V, max của nó là 15A nhá, nghĩa là 1500W là tối đa. Đó. Còn cái thông số trên cái tem, trên cái hộp, vỏ hộp người ta có ghi đây. Đấy, màn hình hiển thị LCD. Đấy. 15A 125V là 1500W là tối đa. Điện áp đầu vào của nó để đo được tối thiểu là từ 90V đến 125V AC các bác nhá. Nếu tối thiểu là 90V, dòng điện thấp ấy, còn tối đa nó 125V các bác nhá. Đấy. Thế thôi. Đấy, sản xuất nội địa này có công ty của nó đây, các bác có thể coi. Đấy. Em sẽ tháo một cái rồi các bác coi nhá. Đấy, nó cũng làm không phải đơn giản đâu các bác ạ, rất là chất lượng. Đấy. Đấy thì cái này bác dùng, bác đo điện 100V cái thứ là rất là tiện. Nhiều khi bác dùng điện 100V nhiều ấy. Đấy, cái này rất là tiện nhá. Cái lưu ý nhá, không xài được 220 nhá. Cái nhắc các bác được, nhiều bác hỏi lại. Nên là nhắc các bác là không dùng được 220 nhá. Đấy. Lưu ý cho em sẽ tháo ra bác coi này. Người ta làm rất là cẩn thận. Thì cái này bác mua cái này 180 ngàn. Đấy. Rồi 200 ngàn sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, thì các bác, em sẽ hỗ trợ bác thêm một chút nữa. Đấy. Thì mất 15 ngàn tiền ship thôi. Coi như em hỗ trợ bác thêm một chút đây này. Đấy, nó làm rất là cẩn thận nhá. Bò mạch bò miếc còn làm này. Đấy.
Đấy, có cả vi sinh lý luôn nhá, không phải đùa đâu. Đấy. Đây, đây. Còi của nó báo này. Ừ. Anh nhìn thấy chưa? Người ta thiết kế cũng đâu phải đơn giản đâu. Đấy. Đấy. Lá đồng nó làm rất là to và dày nhá. Đấy. Rất là chắc chắn. Ừ. Đấy. Đừng nghĩ là đơn giản các bác nhá. Đấy. Không phải là đơn giản đâu. Đấy. Bây giờ bác mua một cái những cái bộ phận rời rời để bác vào chế cháo các thứ, hàn hiếc các thứ thì nó đo được 220 thật đấy, đo được nhiều đồng điện đấy thật, nhưng mà nó không được đẹp giống như cái này. Cái này rất là gọn, cái kia bác làm thì chỉ làm được một trong cái hộp thôi, còn cái này bác có thể cầm trong nhà đấy, rất là tiện, di chuyển đi rất là gọn nhẹ nhá. Nó cũng giống như một cái ổ cắm bình thường thôi đấy. Đấy, bác cắm lên như thế này đấy. Hiện tại điện của nó đang đo là 111V này đấy, nó thay đổi theo dòng điện, cường độ dòng điện đầu vào đấy, làm rất là cẩn thận. Đấy, bo mạch các bác nhìn thấy không, không sơ sài đâu các bác nhá, làm rất là chắc chắn như này, độ bóng viết bo mạch làm này. Đấy, bác nào am hiểu một chút thì có thể nhìn là biết đấy. Có phải là vật liệu đẻo không các bác, làm gì có các bác. Cái này về theo hàng bãi thôi, chứ còn mua hàng mới thì em không mua lột các bác nhá. Hàng mới là bán theo giá tiền yên nhật nó, nên mình không chơi lột. Em sẽ cắm điện các bác nhá. Đây đây, mới đầu là nó sẽ là có này, cơ bản nó là vôn nhá, vôn này đấy, còn đây là ampe này, còn đây là watt này, ở đây là tần số này, 50 hertz này. Đấy. Đây là kilowatt trên giờ này. Đấy. Em sẽ cắm một cái máy hút bụi vào nhá, à một cái thổi bụi. Đây một cái máy thổi bụi đây, em cắm vào nhá. Thổi bụi này thì công suất của nó là 310W này. Đấy, 310W là 340A này. Đấy. Cái này của Makita em đang thổi các bác nhá. Đây nha, em sẽ bật máy lên nhá. Volt này, đây là watt này. Đấy, cho nó chạy này. Rồi, bật máy. Đấy, ampe này. Ampe này. Tần số này, ampe này, vôn này. Đấy, nó hiển thị đầy đủ hết các bác nhá. Đấy. Chẳng hạn như là bác cắm, bác muốn thử một cái gì đồ điện của bác công suất là dưới 1500W đấy, chẳng hạn như thế đấy. Nó có cài giờ cài giết gì nữa cơ, bác phải tìm hiểu thêm đấy. Mặt của nó màn hình như thế này đây đấy, 180.000 200.000 là miễn phí ship cho bác luôn. Đây các bác nhá, ở đây em sẽ giới thiệu bác một cái ổ cắm nữa. Đây là một ổ cắm dùng cho 200V, nó dùng được cho thiết bị điện 200V của Nhật nhá. Thứ nhất là bếp từ 200V, cái loại dòng bếp từ dương. Lưu ý cho em bếp từ dương, đấy, bếp từ dương nhá, 2 từ và một nò lớn, đấy, nghĩa là 2 từ trên mặt, còn lại 3 từ là không dùng được nhá. Thứ hai nữa là dùng điều hòa 200V, sử dụng được hết bác nhá. Có những con điều hòa 100V mà dòng 1 ngựa 7 nó cũng xài ổ cắm giống như thế này. Đấy, nhưng mà nó là điện 100V, nhưng mà cái này cắm vừa với nó luôn, tại vì em có coi mấy cái loại đó rồi thì em biết. Rồi, cắm này của chính hiệu của Panasonic sản xuất nhá. Đấy, mới nhìn ra bằng hàng bãi nhá. Đấy. Rất là chất lượng nhá. Đấy, tất cả nó làm ổ rất là chất lượng, không đẹp không lấy tiền các bác nhá. Đấy, giá của nó là 180.000 một ổ. Ổ của nó thì nói thật các bác là hàng này hàng chưa qua sử dụng đâu. Đấy. Thì nhìn như thế này thôi, em sẽ lau bác cái bác coi này, hàng nó chưa sử dụng đâu. Đấy, cam đoan là hàng mới keng, sẽ beng hết các bác nhá. Chẳng qua là hàng bãi thì nhìn nó bụi bụi vậy thôi, chứ còn hàng nó là hàng mới hết. Thực sự là những cái này thì bác để ý bên những điều hòa của Nhật người ta cũng có quay hay quay lên YouTube đấy, bên Nhật người ta cũng quay lên đấy. Đấy. Này bác nhìn thấy không? Đấy, lau cái nó mới ngay. Đấy, đẹp ngay. Đấy, bên Nhật người ta dùng ấy, điều hòa ta toàn cắm ở trên mặt này thôi, không bao giờ giống như mình đâu. Đấy, thì khi người ta sử dụng, người ta có sửa chữa gì ấy, đấy, hoặc là người ta di rời, nó rất là dễ, người ta chỉ cần rút ổ cắm đây thôi, không như mình là bị cắt dây, tháo hết cả băng keo, băng kiếc ra. Đấy là một cái bất tiện các bác nhá. Đấy, chẳng qua là mình tiện là lúc ban đầu thôi, còn bác nhiều bác chưa có tính cái phần phía sau đâu, nghĩ là nắp điều hòa xong là thôi, không có thôi đâu bác nhá, nó còn có dích dắc. Tại sao người ta lại tháo ra nó như thế các bác nhá, người ta cắm như thế này. Có một cái nữa rất là hay, chẳng hạn như
như là các bác muốn vệ sinh một cái điều hòa ấy. Đấy thì cái công đoạn đó nó cũng rất là tiện. Đấy, nhiều khi các bác chỉ gắn ở cái khớp nối thôi, bác chỉ tháo cổ đồng ra thôi. Đấy, với cả bác rút ổ cắm này ra, bác có thể mang một điều hòa mặt nó mang ra ngoài vệ sinh rất là sạch sẽ nhá. Còn bình thường đa phần là vệ sinh đến 99% là vệ sinh tại trong cái phòng. Đấy, điều hòa của các bác. Đấy, nghĩa là chỉ chùm cái vải lên mà xịt trong đó. Không bao giờ sạch được nhá. Nói chung là chỉ xịt được một phần nào đó thôi. Còn nếu mà muốn sạch sẽ 100% thì bác chỉ còn cách tháo cái điều hòa mặt nó xuống thôi. Chỉ có thêm 50.000 nữa thôi người ta tháo xuống. Đấy, nhưng với điều kiện là bác phải để cho người ta làm nó tiện nhất, thì khi bác làm từ ban đầu bác sẽ cắm một cái ổ cắm như thế này. Đấy, nếu mà dùng cho điện 200V hoặc là 100V bác có thể làm mặt riêng. Em khuyên bác làm một cái mặt riêng, khi mà nó xảy ra sự cố thì mình rất dễ xử lý các bác nhá. Ừ. Còn tháo ra dây giếc nói chung là bác bảo rườm rà, nó bác không có rườm rà đâu. Đấy, Nhật nó làm như vậy thì đừng có nói Nhật rườm rà nhá. Mình rườm rà chứ còn nó thì không có chuyện rườm rà được bác. Đấy. Khi mà xảy ra sự cố các bác lúc đó mới thấy được là cái nào nó lợi thế hơn. Đấy. Này, ổ cắm rất là đẹp nhá. Đấy. Mới lắm các bác nhá, nó gần như chưa sử dụng đâu, bụi thôi. Nhựa ABS đàng hoàng. Đấy, mặt ngoài của nó này. Đấy. Cắm vào như thế này. Tách phát, ok, cái mặt đẹp tuyệt vời luôn. Tháo ra nhá. Đây em tháo một cái ra rồi, em sẽ tháo ốc cho bác coi ở bên trong của nó nhá. Để nó chất lượng như thế nào. Hàng của Panasonic nhá, chính hãng của Bala đó, không phải hàng tào lao. Như là hàng ở đây người ta đặt theo số lượng cả ngàn cái, vài ngàn cái người ta làm đâu. Những ổ cắm bếp từ âm á, đa phần là những cái hàng mà ổ cắm đặt các bác nhá, đa phần là đặt 90% hàng đặt. Hàng của Nhật về nó ít lắm. Hàng của Nhật về nó bắt tiền của Nhật nó cao lắm. Thế không có giá rẻ 300 ngàn đâu các bác. Đây, tháo ra như thế này. Đó. Nội thất của nó này. Đấy, nhìn thấy chưa? Dây tiếp mát này, đấy, làm cực kỳ dày luôn, dày vô cùng luôn. Những cái phần tiếp xúc này nó làm dày bá đạo lắm các bác nhá, rất dày luôn nhá. Đấy. Này chưa? Chỗ này thì nó làm bằng cái inox hay gì thì sắt gì không biết, cái kim loại hay là mạ gì thì em không biết nhé, còn phần này nó làm bằng đồng hết. Đấy. Nên làm rất là chắc chắn nhá, tất cả những ổ cắm này nó chống cháy hết. Làm cái nhựa này nó chịu tải cao ấy, nó là 20A này. 250V nhé, bác thấy không? Đấy, bếp từ dương là toàn 20A hết bác nhé. Đấy. Nên là nó thiết kế nó có ý đồ của nó hết nhé. Đây này, đấy, đây là nội thất bên trong của nó, quay hơi dài bác, nhưng mà lâu lâu có dịp mình tháo ra bác coi cho bác kỹ thôi. Đấy. Ổ cắm như rất là đẹp nhé, 200 ngàn báo ship các bác luôn. Đấy. Nói chung là bác nào mà xài điều hòa Nhật mà 200V đấy, muốn nó zin đét đẹp đấy, đấy không phải cắt dây. Đấy, mà khi mà bác muốn vệ sinh cái máy ấy, đấy, để cho nó sạch sẽ ấy, thì bác cứ tháo tháo ra cho em nhé, tháo ra. Đấy, nghĩ chỉ cần rút cái ổ cắm này ra thôi, đấy, rút ra phịch phát là tháo cái máy xuống thôi, tháo cổ đồng tháo cái máy xuống, nó rất là tiện. Chứ mình gắn những cái dây kia vào, nó bác gắn những cái dây kia vào quấn kiếc vào rất là ấy. Mấy cái điều hòa của em mà đa phần là em cắm hết đấy. Đấy. Nếu mà có 200V em cắm hết, 100V em cũng cắm luôn. Em đang cắm một cái 200V kìa, cái con ngựa 7 của em kìa. Đấy, con sáp ấy, em đang cắm ở trong để trong kìa, cắm bằng ổ cắm này luôn này. Đấy, xài phê lắm các bác nhé. Khi là dùng sự cố là rút ra thôi. Đấy. Về cơ bản nó sẽ như thế này và nó kết nối dây của nó như thế này, nó có ba cọc nhá, một cọc mát nữa. Đấy, nó trên này nó có ghi nhá. Đây này, nó có ký hiệu rất là rõ ràng các bác nhá. Dây tiêm ma của nó ở phía đây. Đấy, bên tay trái nhá. Đấy, nhìn từ mặt vào nhé, đối diện mặt mình này, nó có biểu tượng của tiết dây tiêm mát này. Thì cái này nhá, đây này, chẳng hạn như là dây mát ba dây này, bác muốn cho là dây nào dây mát, còn không tiêm mát thì bác sẽ cắm hai dây nguồn vào đây này, cắm vào như này, đấy, nhấn vào đó vào rồi nhá. Đấy, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà đố các bác rút được ra không, cỡ nào để rút ra được, nếu mà cầm hai tay không bao giờ rút ra được nhá, xin thưa các bác nó là như vậy, không bao giờ rút ra được. Bác có lên gần, bác có rút thế nào rút thì không bao giờ rút được ra nhé, đứt dây điện thôi. Đây, còn muốn lấy ra thì bác nhấn vào đây, làm tiện như thế mà bác. Ừ. Đấy, bóp vào. Đó, có thấy không? Bác nhìn những cái khớp của nó này, đấy, những cái khớp mà nó dít vào dây điện này, nó làm rất là chắc, không bao giờ tuột được đâu. Đấy, tháo ra tháo vào cũng rất là dễ bác nhé. Nhưng lưu ý khi mà gắn vào thì nếu mà bác gắn dây mềm thì đằng đầu này bác thứ nhất bác phải hàn thiếc cho nó cứng thì bác mới nhét vào được. Hai là bác có thể bấm lại cốt thẳng ấy, nghĩa là nối dây mềm để ra dây cứng như thế này, có cốt đó ở thị trường có bán. Còn muốn kết nối vào dây cứng như thế này,
Đấy, rất là tiện nhé. Bác có thể kết nối nó từ cái chỗ mà cầu dao cắm cho bếp từ ấy. Đấy, xuống một đoạn dây như này. Dây này mua ngoài rất là nhiều, dây Trần Phú hoặc là dây KDV rất là nhiều. Dây dùng cho điều hòa ấy. Đấy. Rồi, còn xong thì bác sẽ bấm hiệp vào. Đấy, thành một cái mặt này rất là đẹp. Bác gắn lên tường thì bác tháo ra. Đấy, định vị bốn ốc này bạn bắt vào tường. Đấy, chẳng hạn bắt vào cái mặt tường như thế này. Đấy, như thế này, trên nó có một cái CB cóc. Đấy, CB 20A hay 30A gì đó, tắt mở cho cái này. Đấy. Nói chung là đây là bác, những cái hàng này thì không mấy khi có đâu, để dành cho bác đem nấu, các bác đi mua được đâu những cái hàng này, không có đâu nhá. Đấy, còn nếu mà hàng nhái thì cũng không có luôn. Còn bình thường các bác mua cái loại mà rẻ rẻ hơn là có mua cái loại mà ổ cắm đỏ đỏ của Việt Nam mình ấy, sản xuất đấy, đấy bể cắm. Nói chung là mất 30-40 ngàn một ổ đó, nhưng mà nhìn nó không giống ai cả các bác nhá. Đấy, còn muốn chuẩn xịn chỉ có cắm lên đây thôi. Ok, thank you các bác nhá. Đừng quên cho em xin một like nhé, nhớ chia sẻ kênh cho mọi người cùng coi. Lưu ý cho em nhé, ổ cắm này nhắc lại một lần nữa, dùng cho bếp từ dương, loại hai bếp Panasonic hoặc là Nati, nói chung là Hitachi, gần như là cắm 99% là cắm được hết nhé. Mới cái loại mà hai từ một lò nướng, còn lại loại mà hai từ một hồng ngoại trên ấy, thì không cắm được các bác nhé. Lưu ý cho em. Cái thứ hai nữa, dùng cho điều hòa dòng điện 200V của Nhật là vừa hết nhé, tại vì là nó có thiết kế tổng chung hết rồi. Tại sao 200V nó lại cắm như vậy mà 100V nó lại cắm như thế này? Đấy, 100V là ổ cắm nó cắm chân thẳng như thế này, còn riêng 200V là nó cắm ngang. Nên là không bao giờ bác cắm được vào đây nhá. Đấy, nó có một cái hay nữa ở chỗ đó, Nhật là thiết kế bởi vậy nên không bao giờ cắm lộn được nhá. 100V thì bác cắm được vào đây thật. Đấy, tại vì 100V thì tất nhiên phải cắm được vào trong 100V. Nhưng mà 100V mà cắm vào 200V là không bao giờ cắm được. Đấy, kể cả 200V cắm qua về 100V là không cắm được. Tại vì hai cái nó làm thiết kế là khác nhau hoàn toàn. Đấy, hai nó ổ cắm riêng biệt. Đấy. Ok nhá, thank you các bác. Bác nào nhu cầu mua thì alo cho em nhé, em sẽ gửi hàng đi dần dần cho các bác nhé. Đấy, thank you các bác, cái lời các bác nhận hàng được nhé, nếu mà không nhận được thì đừng có gửi, bảo em gửi các bác nhé. Rồi, ok nhá, thank you các bác, xin chào các bác nhé, tạm biệt các bác nhé. Đừng quên cho em xin một like nhé, chia sẻ kênh cho mọi người cùng coi. Đấy, hôm nay em có thời gian mình rảnh em tháo ra bác coi nội thất nội thiết toàn hoác của nó hết đấy, hai dòng đó, chiếc ba la, dòng này thì 125 nghìn, dòng này 185 nghìn. Ok nhá, thank you các bác.